bản quyền phim full hạ tầng toàn cầu thuộc công ty truyền thông Quả Khổ. Trời ơi. Ông kìa. Ta ngồi một đống ở đây, con gọi ta chi vậy? Ủa, anh sao không thấy ai tính tiền? Thôi để con ra gọi. Để thật ra học cái cách tính tiền. Chị giờ ơi, giờ tính tiền. Bán mày, bán tiền đơn của. Tính tiền hả em? Sao em gọi nãy giờ không nghe? Ừ, đẹp quá. Em cho chị hỏi, cái người đàn ông đó là ai vậy? Trời ơi, sao đẹp trai quá vậy? À, cái này là ông Lôi á. À, do là ổng sống ở trển cho nên là có nhiều cái không có biết. Em nói nghe nè. Bây giờ á em vô trỏng á, em kêu ổng ra đây giùm chị được không? Kêu ra luôn hả? Ờ, kêu ổng ra đây giùm chị đi. Trời ơi, đẹp trai quá. Ông Lôi. Trời. Ông Lôi. Hả? Có chuyện gì? Ừ. Con muốn tao chụp hình ai? Nói đi, làm liền á. Có người hâm mộ ông á. Trời ơi, em chào anh. Anh Lôi. Chào. Trời ơi, người sao mà đẹp trai quá trời vậy trời ơi. Trời ơi, mặc đồ. Cái gì vậy? Mặc đồ màu đen quá. Muốn gì đây? Mang giày ớt nữa. Anh. Trời ơi, đàn ông trai mà xăm chân mày nữa. Trời ơi, đẹp trai quá. Cái này là chân mày thiệt của ta xăm hồi nào? Vậy hả? Đúng trời rồi. Ơi, em thích lắm á. Là cái gì vậy hả? Cái này là thế giỏi gì vậy? Trời ơi, là trời. Cái gì? Trời. Ai mới kêu ta? Bạn ra kìa, bạn ta ra kìa. Đừng có đụng chạm tới chụp hình đó. Dạ.
Dạ cái gì? À, không có. Hồi nãy giờ là kêu tao quá trời trời. Trời trời ơi trời ơi trời ơi là kêu tao quá luôn. Ai cần cái gì? Ai cần tao giúp? Không có Ngọc Hoàng ơi. Tại vì ở Trần Gian á con gọi trời trời riết rồi quen miệng thôi à. Thôi cái này không có liên quan tới Ngọc Hoàng. Ba Hoàng đi ra ngoài nha. Thái Thượng Lão Quân cũng đi theo nha. Chỉ kêu ta chơi vậy thôi đó hả? Nắng quá che dù đi Ngọc Hoàng ơi. Cái gì mà kỳ cục vậy? Thế võ gì vậy? Cái này không phải là võ, cái này là múa, là nhảy đó. Trời ơi. À đúng rồi, ông Lôi ở lại đây đi ha. Mấy khi được ở lại Trần Gian đâu. Lấy vợ người Trần Gian cũng hay mà. Thôi đi trước. Con nhỏ này bữa nay dám chọc ghẹo ta. Ê đợi ta với. Anh Lôi. Cái gì? Trời, anh ở lại đây đúng rồi đó. Em nói anh nghe cái này vui lắm nè. Cái gì vui? Hôm nay anh ở đây đi. Em miễn phí toàn bộ cho anh hết luôn á. Dễ dãi gì luôn á hả? Đúng rồi. Ê, nhưng mà trong đầu ta bây giờ chỉ có một suy nghĩ thôi, là được đi vòng vòng ở đây chơi, rồi mua một ít đồ đem về trển tặng làm quà. Trời ơi cái gì chứ cái chuyện đó hả? Ôi anh yên tâm đi, em rành lắm. Vậy nhưng luôn hả? Có điều là anh đi với em nha. Nhà anh Lôi, trời cưng quá à. Ông cái coi. Trời ơi, nổi hết da gà rồi. Mấy ngàn năm nay ta chưa hôn ai, thấy ghê quá. Trời ơi, người đâu mà dễ thương quá trời quá đất lùi đó. Anh Lôi. Một ngàn lẻ một. Dạ. Con sông này, con sông gì mà nó đen thui vậy? Dạ, con sông này á là sông Sài Gòn. Hồi trước á thì nó xanh đẹp lắm. Ừ. Nhưng mà giờ đỡ nhiều rồi Ngọc Hoàng. Cái gì? Đỡ nhiều rồi hả? Dạ. Con nhìn đi. Nó đen thui vậy mà con dám nói là đỡ nhiều hả? Với cái dòng nước nó đen và nó thúi nữa thì cá mắm nào mà sống nổi hả con? Con nào mà sống được nó cũng thành quỷ luôn. Trời ơi Ngọc Hoàng đừng có nói vậy nha. Ở dưới Đông Hải Long Cung có cái con cá mặt quỷ đó nó sống được đó. Cái đó là biển ông ơi. Còn cái này là sông. Đúng chẳng vậy. Qua mình nhìn thấy nó màu đen á là trời tối thôi. Cái gì? Đổ thừa cho ta làm tối hả? À không phải, ý thần là gió ông thần ánh sáng á, ông làm tối thôi. Một chút nữa nói chuyện với ổng. Đúng rồi, chỉ cần kêu ổng chỉnh màu sáng lên là sáng thôi. Được. Thôi được rồi mọi dạ. người, thôi được rồi. Con sẽ dẫn mọi người đến một nơi khác. Ở đâu vậy? Bây giờ mình sẽ đi công viên. Bây giờ biến đi con, chỗ lẹ. Thôi mình đi bộ đi Ngọc Hoàng. Công viên hả? Đi đi. Đi Ngọc. Không biết là cái gì hết. Lâu. Nhưng mà nghe là vui rồi đó. Ở chỗ này đó. Sớm sát, giái cho trai dừa rớt xuống bể đầu chơi. Độc ác. Nhưng mà ở đây ta thấy tốt rồi đó. 1001. Không khí thật là trong lành đó. Dạ đúng rồi, công viên mà. Ngọc Hoàng ơi. Thần thấy ở dưới này sao ngược đời quá. Chuyện gì? Trên thiên đình của mình á, tiên nữ xinh đẹp đái thắt lưng ông, tập múa đang phục vụ cho Ngọc Hoàng. Còn ở dưới này, trời ơi, mấy bà già này mà tập múa là phục vụ cho ai? Ai dám coi? Khanh nói như vậy là Khanh không đúng hai điểm. Đúng gì? Cái thứ nhất là Khanh gọi những người này là bà là không đúng rồi. Thì già đâu ý. Cái thứ hai nữa, Khanh có biết là tiên nữ dù trẻ đẹp nhưng mà đã mấy ngàn tuổi hết rồi, thực chất là già hết rồi. Còn ở đây người ta là người trần. Ồn ào quá. Thôi mình đi chỗ khác tập đi. Người trần chỉ cần 40-50 tuổi của ở Trần gian này thôi là đã già rồi. Khanh nói như vậy là hoàn toàn không đúng. Nhưng mà ta đang nghĩ không biết có nên mở một lớp như vậy để cho các tiên lão múa hay không. Không được đâu, không được đâu Ngọc Hoàng. Tại sao? Thần xưa nay chỉ cần biết là xách búa thì đánh trận thôi, hoặc là chụp hình ai đó chứ làm sao mà biết múa. Con có muốn nói gì không? Thấy con nhấp nhấp, con muốn nói cái gì? Nãy giờ á hả? Con muốn xen vô mà con xen không được. Thì con cứ xen đi. Thì ta cho phép con đó. Không sao đâu. Cái này là người ta đang tập dưỡng sinh, người ta tập để nâng cao sức khỏe vậy chứ à? Có phải là múa đâu. Vậy là tập dưỡng sanh đó sao? Dạ. Ồ. Chiều chiều ra đứng bờ sông, trông về nơi ấy ruột đau chín chiều. Đúng rồi. Ngọc Hoàng đi lâu rồi, chắc có lẽ là nhớ ở trở lắm. Để thần tặng cho Ngọc Hoàng một bài. Chiều chiều ra đứng bên bờ sông, bên bờ sông ngó lên trên trời bóng nhớ, nhớ nơi cao xanh. Cao xanh là cái gì? Dạ
Cao xanh là cái gì? Ừ, có nghĩa là cao xanh đó Ngọc Hoàng. Tại sao không hát là cao xanh mà lại hát là cam xanh? Tại vì hát như vậy nó mới đúng tông. Đúng tông nhưng mà là không đúng nghĩa. À dạ. Cao xanh là một cái nơi uy nghiêm, một cái nơi thượng giới để ta và các tiên ngự trị. Cam xanh chỉ là một loại trái cây để khi nó bị sâu bọ ăn, người ta sẽ thúc. Anh Lôi ơi, anh Lôi. Trời ơi, xích ra coi, xích ra hai người xích ra đó, tôi gặp chồng tôi chút coi. Trời ơi, anh Lôi à. Anh Lôi, rồi gặp được anh ở đây hả? Đúng là ý trời luôn anh Lôi. Bậy. Ý ta nào, hai người gặp nhau ý ta nào? Ta sắp xếp cho hai người gặp nhau rồi đó. Để tôi tan cua trai mà. Bản quyền phim Full Hạ Tầng Toàn Cầu thuộc công ty truyền thông Quả Thổ